Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horia cho biết, thị trường bất động sản đã gặp khó khăn từ tháng 7 năm 2015 cho đến nay do yếu tố lớn nhất là vướng mắc các quy định pháp luật. Vướng mắc pháp lý chiếm 70% khó khăn của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 cho đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn tiền hỗ trợ của ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất để mua được nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% từ năm 2022 trở về trước và 5% bắt đầu từ năm 2023. Bên cạnh những vướng mắc về pháp lý, ông Châu cho biết thị trường bất động sản cũng gặp vướng mắc về mất cân đối sản phẩm cùng một số yếu tố tác động như khó khăn tiếp cận tín dụng, thị trường trái phiếu. Do đó, để thị trường bất động sản phát triển bền vững, ông Châu cho rằng cần phải hướng về nhu cầu ở thực. Mặt khác, để giải quyết khó khăn của thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung, tập trung vào nhu cầu 100 triệu dân trong nước và đặt nền móng phát triển cho tương lai. Ông Châu cho biết, Trung ương đã chỉ đạo tập trung tối đa nguồn vốn đầu tư công để phát triển hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Điều này không chỉ phục vụ cho hiện tại mà còn hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài. Thị trường bất động sản sẽ được thụ hưởng những thành quả này, Chủ tịch Horia nhận định. Trong thời gian tới, để giải quyết vướng mắc về pháp lý, Ban chấp hành Trung ương đã có nghị quyết 18 yêu cầu hết năm 2023 phải sửa đổi xong luật đất đai và một số luật liên quan để đảm bảo đồng bộ, trong đó có luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, Ba luật này sẽ được thông qua trong cuối năm 2023 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương đầu tháng 1 năm 2023 sẽ họp kỳ họp bất thường lần thứ hai để giải quyết các vấn đề nóng và bất động sản cũng được đề nghị đưa ra trong nội dung họp. Chính phủ trong hai năm vừa qua đã nỗ lực tổ chức 18 cuộc họp chuyên đề về pháp luật để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có các chỉ đạo trực tiếp để giải quyết những vướng mắc khó khăn của bất động sản. Ông Châu tin tưởng với những hành động quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc pháp lý sẽ tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững, hướng về nhu cầu thực. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 1608 QĐTTG điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định nêu rõ điều chỉnh tăng 911.046 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, bao gồm 223.144 tỷ đồng vốn trong nước và 687.902 tỷ đồng vốn nước ngoài cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, phần thực hiện dự án của Bộ Giao thông Vận tải. Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh ở trên, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công. Chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Theo Hiệp hội môi giới bất động sản Mỹ, tháng 11 vừa qua có 37% đại lý bất động sản phải vật lộn để trả tiền thuê văn phòng. Đây là tháng thứ hai liên tiếp họ gặp khó khăn và là một dấu hiệu đáng lo ngại. Tính đến cuối tháng 11, số lượng nhà mới được giao bán đã giảm 21% so với một năm trước đó, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Theo phân tích của công ty môi giới bất động sản Redfin, hiện các ngôi nhà đang được giao bán trên thị trường trong thời gian trung bình 36 ngày, dài hơn một tuần so với cùng thời điểm năm 2021. Tuy nhiên, một dấu hiệu khác cũng cho thấy thị trường bất động sản đang suy thoái, đó là hoạt động của các đại lý bất động sản. Chắc chắn đó là một nghề nghiệp cạnh tranh. Hiệp hội môi giới bất động sản Mỹ nói, hiệp hội này đã chứng kiến số lượng thành viên của mình tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, 1,56 triệu vào năm 2021, so với năm 2020 có 1,49 triệu thành viên. Nhưng với lượng nhà tồn kho giảm mạnh và lãi suất ngày càng tăng, nhiều đại lý đang lúng túng. Theo trang MoneyWise, thị trường đã thay đổi, quyền lực đột ngột chuyển sang tay người mua tiềm năng. Các đại lý bất động sản đã chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt của thị trường. Nếu bạn đang có ý định bán nhà để kiếm lợi nhuận, bạn có thể xem xét lại động cơ của mình. Ông Bradley Watson, một nhà môi giới và đầu tư khu vực Greater Toronto, Canada cho biết, điều chúng tôi quên và gần như không muốn nghĩ đến là việc tìm người mua sẽ khó khăn như thế nào. Và ông đưa ra lời khuyên, nếu bạn đang nghĩ đến việc bán một căn nhà, đừng để việc kiếm lợi nhuận là động lực chính của bạn, có thể dẫn đến sự thất vọng đặc biệt nếu bạn đã mua một ngôi nhà mới trước khi bán nơi ở hiện tại của mình nên thích nghi với sự thay đổi của thị trường thị trường bất động sản đã hạ nhiệt việc bán nhà mất nhiều thời gian hơn và không lấy được giá gần như trước đây mua một ngôi nhà mới đắt tiền hơn trước khi bán ngôi nhà hiện tại của bạn có thể dẫn đến việc bạn phải trả hai khoản thế chấp trong một thời gian và hãy nhớ rằng các vấn đề có thể nảy sinh ngay cả khi bạn nghĩ rằng việc mua bán đã hoàn tất